từng đảm nhận vai trò giáo sư xoay trong chuyên mục Hỏi xoáy đáp xoay của chương trình Thư giãn cuối tuần phát sóng trên kênh VTV3, Đinh Tiến Dũng đã trở thành tên tuổi nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Giáo sư Cù Trọng Xoay đã trở thành cái tên được nhiều khán giả VTV nhớ tới khi xuất hiện trong chuyên mục Hỏi xoáy đáp xoay trong chương trình Thư giãn cuối tuần cùng danh hài Xuân Bắc. Trong Hỏi xoáy đáp xoay, vị giáo sư này gây ấn tượng bởi tính cách hài hước, dí dỏm cùng những phát ngôn cực chất. Năm 2012, khi chương trình đang ở đỉnh cao về lượng người theo dõi, thì giáo sư Xoay bất ngờ tuyên bố rút lui, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Giáo sư Cù Trọng Xoay tên thật là Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1981 tại Nam Định. Có một điều đặc biệt ở Đinh Tiến Dũng là anh từng học một chuyên ngành không hề liên quan đến nghệ thuật. Thời đại học, anh theo học khóa 44 chuyên ngành cây trồng của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Với tính cách phóng khoáng và năng nổ, trong thời gian học đại học, anh là một thành viên tích cực trong công tác đoàn. Sau đó, Đinh Tiến Dũng được triệu tập về tập đoàn FPT với vai trò lãnh đạo phong trào và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Sau khi rời Hỏi xoáy đáp xoay, Đinh Tiến Dũng không tiếp tục tham gia showbiz mà lui vào hậu trường. Không còn tham gia các chương trình với vai trò diễn xuất, nhưng giáo sư Xoay lại rất được săn đón trong vai trò người viết kịch bản. Đinh Tiến Dũng là một người đàn ông đa tài. Bên cạnh chương trình Thư giãn cuối tuần, anh còn là người tham gia viết kịch bản cho Táo Quân trong một thời gian dài. Chưa dừng lại ở đó, giáo sư Xoay cũng từng lọt top 4 cặp đôi hoàn hảo hay làm MC cho chương trình Thứ sáu tầng 13. Về đời tư, anh đánh dấu chấm hết cho cuộc sống độc thân của mình bằng một lễ cưới với MC Hồng Nga vào tháng 4 năm 2013. Trước đó, Đinh Tiến Dũng và MC Hồng Nga đã trải qua thời gian hẹn hò. Sau khi chính thức thành vợ thành chồng, cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện. Sau hơn 7 năm chung sống, Hồng Nga và Đinh Tiến Dũng có với nhau hai người con đủ nếp đủ tẻ. Trên trang cá nhân, giáo sư Xoay thường xuyên đăng tải hình ảnh tổ ấm của mình để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với mọi người.